Hôm nay muốn hỏi Tâm là Hằng Ni với Đức Hiển khỏe không? Hai con người này hôm nay khỏe không? Thấy báo nhân dân đăng bao nhiêu cái điều lệ mà coi như là dính hết trong đó rồi hả? Cho nên tôi nói với vị nè, tại sao á, ngày hôm nay á, trong cái drama này có ba con người thưa tôi, thì tôi sẽ nói cho quý vị nghe từng câu chuyện một. Thứ nhất á, quý vị thấy không, khi bắt đầu nổ ra cái drama này á, là Đức Hiển với Hằng Ni hùng hổ lắm, là người hùng mà quý vị, là người hùng mà đơn thưa toàn là quả tóc với quả tiễn không, bây giờ quả thiêu quả tán rồi không biết, bây giờ dính vào ba bốn con đường nha. Thứ nhất là thông tin truyền thông, thứ hai là luật sư, thứ ba là báo chí, thứ tư nữa đó là dính vào công an. Mà tôi nói quý vị rồi, đúng theo luật kiểu gì cũng đi tù và không thể đền nổi cho chúng tôi đâu nha. Và tôi đeo bám cái câu chuyện Hằng Ni Đức Hiển này đến bờ đến bến, bởi vì luật pháp Việt Nam rất nghiêm túc và luật pháp không có vùng cấm nha quý vị. Cho nên quý vị thấy không, hùng hổ cho lắm, nào là thưa quả tóc, rồi họp báo, rồi dùng báo chí truyền thông để đánh đập chúng tôi, để mà tấn công tôi dồn dập, nhưng ngày hôm nay gần như là ôm đầu máu hết rồi. Trời không bao giờ chiều những con người khốn nạn, nhưng mà không phải khốn nạn với tôi mà khốn nạn với nhân dân. Vào Đức Hiển á, thì là đảng viên, dính vào bao nhiêu điều, và hôm nay có một tờ báo Nhân Dân ra, quý vị thấy không, chỉnh đốn ngay và luôn, bám sát kịp thời và chỉnh đốn lại tư cách đạo đức của những con người mà đã đi xa cái giới hạn rồi, quý vị thấy không. Bây giờ á, trong cái cuộc chiến này có ba con người thưa tôi, thì con Vy Oanh, Hoài Linh và bà Lê Thị Giàu, ngoài ra không còn ai hết. Và Đức Hiển á, thì khi tôi thưa đó thì coi như là đề nghị dừng lại để coi như là không cho khởi tố vụ án, không đồng ý khởi tố vụ án. Tại sao vậy? Mình là ai mà mình người đàng hoàng tử tế, tại sao mình không cho khởi tố vụ án? Còn những con người nào thưa tôi đâu, ai chỉ đây? Trong cái cuộc chiến này có ba con người, thì bây giờ tôi kể từng con người cho quý vị nghe. Đầu tiên á, thì tôi nói về anh Hề Lũ. À, quý vị nghe tôi kể xong rồi quý vị nghĩ rằng là có khởi tố vụ án bắt nhốt bà Nguyễn Phương Hằng không nha quý vị ha. À, anh Hề Lũ nói rằng là anh Hề Lũ là một người đàn ông được xác nhận giới tính là nam. Tại sao bà Hằng chửi tôi là con bóng? Nha quý vị, anh không có bóng. Mà tại sao bà Hằng dám chửi là tôi là con bóng và tôi được xác nhận tôi là giới tính, chứ tôi không có phải là xác nhận là xăng pha nhớt nha quý vị. Rồi xong tiếp theo á, là anh Hà Linh nói rằng là tôi không hề đi trốn, tôi có địa chỉ tạm trú tạm vắng đàng hoàng, tôi không hề đi trốn, tôi không có đi trốn, tôi chỉ im lặng thôi chứ tôi không đi trốn. Và hỏi tại sao rằng là im lặng mà khi bà Hằng á, bả lôi cái vụ mà nín tiền từ thiện á thì mới ló đầu ra, đúng không quý vị? Nếu mà tôi không sỉ nhục, tôi không có mà lôi đầu ra đó, thì mất mẹ nó 15 tỷ mấy rồi. Mà 15 tỷ mấy là chỉ mới con số trong thực tiễn thôi nha quý vị, đi thương nghe hôi nách trong quý vị. Và nói rằng là tôi đi nhảy đồng nhảy bóng á, là có cái UNESCO nào đó công nhận đồng ý, nhưng mà đi lái qua một chuyện khác, mượn cái nơi đó để mà nhảy đồng nhảy bóng, để ma mị lên đồng ông về bà về, và tổ chức cái nơi đó là một cái nơi bày đàn. Và từ khi tôi nói đến bây giờ đâu có nhảy nữa đâu, đúng không? Như vậy có đủ khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng không quý vị? Nghe nó thiệt là hôi nách quá đi, đâu có lừa đảo đâu, đâu có ăn chận tiền đâu. Mà có một cái là tôi là được xác định là giới tính là nam chứ không phải là con bóng, mà bà Hằng mắc chửi tôi là con bóng, đúng không quý vị? Như đó đủ khởi tố vụ án hình sự bắt nhốt bà Hằng không quý vị? Rồi con Vy Oanh, ngày hôm nay á, tôi nói quý vị nghe nè, nhục chưa từng thấy, thưa tôi á, là nói nó đẻ thuê đẻ mướn. Vậy thì tôi yêu cầu á, đi thử ADN đi, và cha của thằng bé đó ở đâu sao không đưa ra, thục mẹ nó luôn rồi, đúng không? Không phải muốn khởi tố bắt nhốt người ta là dễ, nhưng tôi quất nó là được nghe quý vị. Nó dám nói rằng hủ á,
Không phải là con anh Dũng đi thử ADN và thêm 20 thằng nữa. Tôi đưa nó đi xa vì nó là người kiếm chuyện tôi, và tôi sẽ quật lại xem tôi với nó ai có đủ phước hơn ai. Và cái câu chuyện ở đây là gì? Đi làm từ thiện 50 bánh bông lan muối và 5 triệu đồng mà đi xúc phạm người đáng cha đáng mẹ của nó cả ngàn tỷ để giúp cho người dân. Vậy thì quý vị thấy cái độ mất dạy của nó lên tới đâu? Vậy mà đi lên công an á còn tự cho là mình là người quan trọng lắm, người ta cười cho thúi đầu nha. Nó thưa tôi thì không sao, tôi thưa lại nó là đi xa. Và tôi đã nói rồi, tôi không bao giờ tôi bỏ qua cho những người nào sỉ nhục tôi. Riêng con Vi Oanh, tôi sẽ đi thử ADN và tôi chứng minh xong, tôi xem coi luật pháp này có cho Vi Oanh đi xa không. Cái tội làm nhục doanh nghiệp người ta, làm nhục vợ chồng người ta, còn mày muốn có hay không, mày phải xuất trình cái khai sanh con mày ra và mày phải đi thử ADN thì mày mới nói tao vu khống được. Đúng không quý vị? Còn bây giờ á, mày nói tao làm nhục mày thì mày phải chứng minh. Còn mày là mày làm nhục tao thì tao phải chứng minh. Vậy thì con Vi Oanh, mày tin một điều đi. Với cái độ láo như mày á, tao không xúc mày dính tường, tao không phải là bà Nguyễn Phương Hằng. Cho mày suốt đời mày chừa cái thói mất dạy của mày. Mày đi làm từ thiện bao nhiêu? 5 triệu đồng, 50 cái bánh bông lan trứng muối mà mày ngồi trên đầu trên cổ người ta, mày chửi người ta, mày sỉ nhục người ta. Ông Dũng đáng cha đáng ông có nội mày, mắc mới gì mày chửi người ta. Rồi bây giờ mày chửi người ta, người ta chửi lại mày á, mày đi đâm đơn mày thưa. Trời ơi, nó nhục chưa từng thấy nha. Bây giờ mày thưa tao á thì mày phải đi chứng minh. Còn mày nói tao á, tao đi chứng minh xong á, tao coi mày vô cái khung bao nhiêu năm nha Vi Oanh. Mày chọc ai chứ mày chọc tao á, mày hết đường rồi. Mà khi mà tao đã căm hận lên tới cao trào rồi á, thì mày coi cái tương lai của mày đi về đâu. Nổ hết phần thiên hạ, đúng không quý vị? Và một con người tiếp theo nữa, tôi nói quý vị rằng trong cái cuộc chơi này có đúng 3 người thua tôi. Và sau này tôi còn một người cuối cùng là bà Lê Thị Giàu. Bà kêu tôi là phải bồi thường cho bà 1.000 lá mít. Và cái câu chuyện của bà Lê Thị Giàu nó được hình thành ra từ cái câu chuyện của ông thầy Bủ Chánh Chùa Phước Sơn ở bên Đồng Nai, ở Đồng Nai đường đi Vũng Tàu. Tôi phải lôi ông Bủ Chánh này vào nó mới hấp dẫn nha quý vị. Vì không có ông Bủ Chánh thì không có bà Giàu. Và ông Bủ Chánh này với bà Giàu quan hệ ra làm sao mà mọi thông tin của tôi á được ông Bủ Chánh á truyền đạt cho bà Giàu. Và tại sao bà Giàu lồng lộn lên để đi trả thù tôi vì ghen tương, vì lòi ra cái mặt cũng đi lừa đảo khắp ở bên Đồng Nai. Quý vị muốn biết Lê Thị Giàu thì quý vị hãy gõ vào anh Google á, sẽ biết là Lê Thị Giàu là một đối tượng đi lừa đảo bên Đồng Nai như thế nào. Và ông Bủ Chánh là ai thì hãy hỏi thầy Chiển Chiêu á. Thầy Chiển Chiêu sẽ kể cho quý vị nghe những cái câu chuyện thâm cung bí sử của ông Bủ Chánh và bà Lê Thị Giàu. Mặc dù là ổng tu nhưng mà ổng hú nha quý vị. Một con người tu hành thì không bao giờ ai xúc phạm. Nếu mà một người tu chân chính, còn đằng này đàn ông thầy tu mà tu rất nhiều chuyện. Mọi cái thông tin cá nhân của tôi á, lúc tôi giúp đỡ chồng ông truyền hết cho bà Lê Thị Giàu thì lôi nhau ra vậy nó mới vui. Nghe quý vị, bà Giàu là chuyên bán phân bón giả từ xưa đến giờ và được nổi tiếng trong giới doanh nghiệp Việt Nam này. Ai mà không biết, đúng không quý vị? Một thời cũng đi chung với bà Kim Tuyến, Bộ trưởng Bộ Y tế, đi xuống tới tận nơi của thằng Võ Hoàng Yên chữa bệnh để mà coi như là kiểm tra gì đó. Mà cuối cùng thằng Hoàng Yên vẫn đi chữa bệnh khắp cùng để lừa đảo thiên hạ. Quý vị thấy có nhiều cái nó mắc cười không quý vị? Cho nên cái câu chuyện bà Giàu này sẽ ông Bủ Chánh sẽ là một nhân chứng. Vì không có ông Bủ Chánh thì bà Giàu chả có biết bà Hằng như thế nào. Quý vị có thấy ông thầy chùa nào mà nhiều chuyện với ông Bủ Chánh không quý vị? Có biết không? Và tại sao ông Bủ Chánh á là một người mang ơn vợ chồng chúng tôi mà đi bán đứng vợ chồng chúng tôi cho bà Giàu vậy quý vị? Có những cái chuyện á nó hôi nách mà nó buồn cười không chịu nổi luôn.
Đúng không quý vị? Có một ông thầy tu nào mà để cho một người gọi là khống chế mình từ A đến Á luôn nha. Đi đâu làm gì quan hệ với những ai đều phải báo cáo về tổng đài của Lê Thị Giàu. Và bà Lê Thị Giàu này được nổi tiếng ở đó như thế nào thì quý vị cứ gõ vào chị Google, quý vị sẽ biết. Và bà Lê Thị Giàu này trước đây đã đi với bà Kim Tiến ở khắp nơi để lè thiên hạ. Bởi vì tôi nói có những cái chuyện nó đau lòng lắm, không nói ra thì không được nha quý vị. Và tại sao ngày hôm nay á, cái câu chuyện á, tôi nói với quý vị nó hôi nách vô cùng, không muốn nói đâu nha quý vị, nhưng mà đã đụng là phải chạm thôi, đúng không? Đi ra tòa tốn bao nhiêu, tốn 300.000 vì 60 mấy tuổi rồi được miễn trừ để thưa bà Hằng, nghe nó hôi nách vô cùng, đúng không? Tôi sẽ lôi ông Bụt Chánh này vào cuộc chơi với bà Lê Thị Giàu với tôi và anh Dũng, đúng không? Nó bẩn thỉu, danh dự có đâu, đi lừa đảo ai mà không biết mà nói là danh dự, đúng không quý vị? Bao nhiêu bài báo đăng đầy trên khắp các mạng hết, ai mà không biết mà nói rằng tôi nói là đi lừa đảo người ta. Rồi bây giờ hợp đồng mất đòi 1.000 lá mít, trời đất ơi, ở đâu ra vậy đó? Hôm nay tôi nói rõ cho quý vị nghe, suốt 8 tháng nay có ba con người này đủ tư cách thương kiện tôi thôi, nhưng mà nghe nó hôi nách vô cùng. Nghe câu chuyện Hoài Linh quý vị nghe mắc cười không? Khởi tố hình sự bà Hằng, trời ơi nó nhục ơi là nhục, đâu có nhảy đồng đâu, đâu có bóng đâu, được xác định là giới tính là nam mà, đâu có trốn đâu, có địa chỉ ở hẳn hồi mà, trời ơi, như đó đòi khởi tố hình sự bà Hằng, nghe nó hôi nách dễ sợ đó quý vị, người không có não. Nghe quý vị, nghe nó mắc cười mà nó thối nát gì đâu, tôi nói thật với quý vị luôn á, làm mất thời gian của người khác nha. Còn riêng con Vi Oanh á, tôi sẽ không bao giờ bỏ qua. Bây giờ nó cấu kết với bà Lê Thị Giàu, đúng không? Rất là chiều chuộng, ở đây sẵn sàng rất là chiều chuộng. Và riêng tôi nói rồi, riêng con Vi Oanh á, tôi hứa với quý vị rồi, tôi gặp đó tôi tán đó, tôi tán cho vỡ mặt nó ra luôn. Nói thật với quý vị, bữa nào tôi buồn buồn đi kiếm bữa, riêng con Vi Oanh với con Hằng đi nha. Và tôi nghe đồn là bên bên đoàn luật sư á, mời nó lên để làm việc, nó từ chối, nó xin dịp khác nha quý vị. Cho nên nó là coi như là nhục nhã, bây giờ không phải tứ bề thọ địch nữa, mà những cái con mà hùng hổ nhất ha, lồng lộn lên nhất trong cái câu chuyện này sẽ được cơ hội đi xa nha. Giống như con đậu má thì dịp đó quý vị, đó quý vị tin tôi đi, kiểu gì em ấy cũng được đi xa và được chiều chuộng vô cùng nha quý vị. Cho nên tôi nói á, những cái con lươn chui vô đây đau khổ lắm đúng không, vì đồng bọn của tụi mày bị sỉ nhục thối nát quá cho nên đau khổ quá đúng không quý vị. Và tôi nói quý vị nghe, mình đi kiện người ta đó, mình phải biết luật thì mình kiện người ta. Cái người mà người ta thụ lý đơn thưa đó, người ta còn thấy nó có cái để kiện, còn kiện để người ta phải làm vì thư vì đơn kiện á, nó mất thời gian mà nó hôi nách lắm. Có bao giờ mình tự hỏi lại mình á, mình đã làm gì rồi bây giờ mình đi kiện người ta, bỗng nhiên tự nhiên nó như vậy sao? Nhất là những cái con mà thối nát không ai đụng chạm, quý vị thấy không, không ai biết nó là ai hết. Một cái con vô danh tiểu tốt nhảy vô đó khiêu khích đó, rồi bây giờ bị người ta chửi, người ta sỉ nhục thì đi kiện người ta. Quý vị mắc cười không, thấy nhục nhã không? Tư cách một cái con đàn bà như vậy, thấy quý vị thấy cái nhục nhã không?